Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo. Trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết tòa đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông đỗ hữu ca trong đó có nhiều cơ quan nơi ông ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống như ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã kinh giang quê nhà ông ca ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hội luật gia thành phố hải phòng giáo hội phật giáo việt nam thành phố hải phòng công an thành phố hải phòng trong đơn gửi đến tòa giáo hội phật giáo việt nam thành phố hải phòng cho biết trong suốt thời gian dài giáo hội luôn nhận được sự ủng hộ phát tâm từ thiện từ ông ca ông ca còn có nhiều đóng góp công sức và vật chất để tôn tạo trùng tu gìn giữ phát huy nhiều di tích lịch sử văn hóa của thành phố và các địa phương đặc biệt là các cơ sở di tích tâm linh phật giáo còn trong đơn gửi đến tòa của Hội luật gia thành phố Hải Phòng cho biết, trong hơn hai nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội luật gia thành phố, ông Ca đã có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội, nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội luật gia Việt Nam và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Còn trong đơn gửi đến tòa của Công an thành phố Hải Phòng có nội dung, ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành Công an thành phố Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo chỉ đạo có ý thức rèn luyện cấp dưới, được cán bộ chiến sĩ quý mến. Trong giai đoạn ông làm giám đốc công an, đơn vị công an thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông Đức. Phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn nêu nội dung, ông Ca là người con của quê hương xã Kinh Giang, xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng là cán bộ công an giỏi, là nỗi khiếp sợ của tội phạm. Ông Ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện Thủy Nguyên. Từ những đóng góp cống hiến của ông Đỗ Hữu Ca với sự phát triển chung của huyện, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên kính đề nghị tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca, đơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên nêu. Khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ, tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng. Đúng 8 giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được dẫn đến tòa. Cựu giám đốc công an Hải Phòng mặc bộ quần áo màu xanh, mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Trong phần kiểm tra căn cước, ông Ca cho biết mình bị bệnh đau chân. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo, chủ tọa thông báo khi viện kiểm sát công bố cáo trạng, nếu nội dung nào dài sẽ cho phép ông Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe. Sau khi thẩm tra lý lịch, khoảng 9 giờ 30 phút, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang. Trong khi các bị cáo đứng nghe viện kiểm sát đọc cáo trạng thì ông Ca được tòa bố trí ghế để ngồi nghe vì chân bị đau. Cạnh đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Tám người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phía bên ngoài khu vực xét xử, nhiều người dân cũng đã chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát thanh. Phía bên ngoài tòa an ninh được thắt chặt, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào an ninh quanh khu vực cổng ra vào và kiểm tra rất kỹ chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào tòa. Vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Dương Tri Cục trưởng Tri Cục Thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Tám người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 4. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, ông Đức và vợ đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, ông Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ tháo gỡ. Vợ của ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông Ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng, dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông Ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền tiêu cực phí khác để lo việc. Trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng ông Đức đã có 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc chạy án. Cụ thể Lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ngọc Anh mang 10 tỷ đồng đến nhờ ông ca giúp chạy tội cho Đức và được đồng ý. Khoảng một tuần sau chưa thấy thông tin tích cực nào, Đức mang tiếp 5 tỷ đồng đến gặp ông ca nhờ chạy án. Lần thứ ba, vào ngày 11 tháng 11, khi thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục việc thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông ca để lo chạy tội và được ông ca dặn cứ đi về để ông lầy no. Lần thứ tư, nhận thấy việc chạy án vẫn chưa có kết quả, nên Đức giao vợ tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Ca vào ngày mùng 1 tháng 12. Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai vợ chồng Đức từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đức từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, Ông ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà ông ca. Ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức. Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ nhận từ vợ chồng ông Trương Xuân Đức. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống có đơn gửi đến tòa án tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ cho ông, trong đó có hội luật gia thành phố Hải Phòng, công an thành phố Hải Phòng, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thủy Nguyên. Trong đơn gửi đến tòa, công an thành phố Hải Phòng cho biết, ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Trong đơn Công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng hưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Từ đó, công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy các ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng Nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Hà Hoàng Việt Phương, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Nguyễn Thế Bình, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Nguyễn Tư Sơn, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban Bí Thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ ông hà hoàng việt phương cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng